Hello mọi người, mình là Vinci và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Dành cho những bạn chỉ mới lần đầu ghé qua kênh của mình thì kênh mình là về chủ đề Lego. Thi thoảng mình sẽ làm thêm về chủ đề đồ chơi khác nữa. Hy vọng được tất cả các bạn ủng hộ. Well, tiếp tục với chuỗi series Lego chính hãng thì trong video lần này mình sẽ đập hộp và review set Lego Minecraft. Đây là một set tương đối nhỏ được ra mắt vào đầu năm 2023. Đó chính là set Lego Minecraft The Swarm Adventure của phiêu lưu đầm lầy, có mã số là 21240. Cùng mình xem qua thử cái set này nhé. Vẫn như thường lệ thì sau khi các bạn xem xong video này của mình, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe, ấn vào cái chuông để tiếp thêm năng lượng, động lực cho kênh mình phát triển hơn nữa nha. Không thể để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu video nào. Let's go. Ok, và đây chính là em nó đây, Lego Minecraft The Swarm Adventure của phiêu lưu đầm lầy. 21240 chính là mã số của em nó. Tổng thể thì các bạn có thể thấy cái box này tương đối nhỏ nè. Giá của cái set này trên web Lego là 10 đô, cũng khá là ok. Background đợt này thì trông basic hơn hẳn luôn. Đây, các bạn có thể thấy đây là một khu vực nhỏ của cái đầm lầy nè. Có bàn chế tạo, hoa. Và thứ mình thấy Lego lặp đi lặp lại cái set cũ á, đó chính là TNT. Vẫn là một cơ chế khá là đơn giản. Ok, với phần nhân vật và mobs, đầu tiên mình có ở đây là một nhân vật Alex đang cầm một cây rìu. Tiếp đến là một nhân vật thay ma. Ở đây thì chúng ta sẽ có quái vật chất nhờn nè. Và một em mob khá là mới, đó chính là một em ếch đang đứng trên lá bông súng thì phải. Đúng rồi, đây nè. Đấy. Đây là mặt sau của hộp nè, cũng tương tự như vậy luôn. Ở đây chỉ cho chúng ta cách sử dụng cơ chế này nọ thôi. Đây các bạn có thể thấy cơ chế nè, khá là đơn giản. Ok, và bây giờ mình sẽ khui hộp ra và lắp ráp luôn. Let's go. Mình đã hoàn thành xong rồi đây. Vì đây là một cái set tương đối đơn giản nên mình ráp cũng khá là nhanh á. Đầu tiên thì về phần minifigures mob thì mình có một em
ở đây là Alex. Nhân vật này có mặt rất rất nhiều trên các team Lego Minecraft này rồi. Nhân vật này có độ phổ biến khỏi bàn luôn á. Đây, em nó có phụ kiện là một cây rìu sắt nè. Một nhân vật cũng nhiều không kém. Đây là một em thay ma. Chi tiết khá ít, tương đối đơn giản. Tiếp theo thì đây là một em slime này. Quái vật chất nhầy hay chất nhờn. Trông khá là kiêu nhỉ. Có màu xanh lá trong suốt. Và một nhân vật. À không, một em mob mới xuất hiện trong chủ đề Lego Minecraft cũng dễ thương không kém. Đây là một em ếch. Có tông màu nâu. Em này là nguyên dạng hẳn hoi luôn nha, không cần ghép gì cả. Đây, các bạn có thể thấy nè, một mảnh duy nhất. Tiếp đến là cái phần base ở đây. Đây là một cái base có khung cảnh là một biomes đầm lầy. Lâu lắm rồi mình mới thấy hãng Lego làm về cái biomes này luôn. Có đất và nước các thứ. Đồ vật á, thì mình thấy ở đây có một cái bàn chế tạo, bông hoa, cây. Còn đây là quả TNT. Để mình nói cơ chế luôn, tại vì nó cũng khá là đơn giản á. Nè, các bạn thấy cái cần gạt màu đỏ đây không? Bạn chỉ cần ấn ở đây nè. Đấy, là tự động nó sẽ bung ra. Đây, một lần nữa nhé. Đấy, khá là đơn giản. Và những thứ còn lại, đó chính là một quả bóng chất nhờn màu xanh. Và một cái lily pad. Lá bông súng á các bạn. Cái chỗ ngay đây nè là để mình gắn con ếch vào á. Set này chỉ đơn giản như vậy thôi. Có em ếch cũng khá là đặc biệt ấy. Và đó chính là set Lego Minecraft The Swamp Adventure, cuộc phiêu lưu đầm lầy. Có mã số là 21240. Với đánh giá của mình thì set này tương đối tạm được. Mình không đánh giá cao lắm, nhưng bù lại có em ếch khá là mới. Nếu các bạn có build hay mod về team đầm lầy thì đây là lựa chọn của các bạn. Để mà chấm điểm thì mình sẽ cho cái set này là 5.5/10. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại phần comment cho mình biết nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video sắp tới của mình nha. Ok, và mình là Vinci. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye mọi người. Peace out.